Mình xin chào tất cả mọi người đang xem video này của mình nhé. Hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2023. Lời nói đầu tiên thì mình xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cô chú anh chị em đang xem video này của mình nhé. Trong chương trình ngày hôm nay thì mình tiếp tục sẽ giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá con mới, một cái cách làm lọc mới để cho mọi người tham khảo nha. Cái vấn đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với lại mọi người á là hồ vừa mới đi vào hoàn thành thì mình cần phải chú ý vào những cái điểm nào để giúp cho cá của mình nó phát triển tốt, nó không có bị bệnh và đặc biệt là chất lượng nước trong hồ của mình xử lý được đẹp hơn. Tại vì trong cái thời gian qua đó, rất là nhiều anh chị hồ vừa mới đi vào hoàn thành thì cũng có nhắn tin cho mình. À, nói là Nhân ơi, anh thấy là trên kênh của em á, đa phần là chia sẻ những cái hồ hoạt động trên 6 tháng không à. Em có thể là làm một cái video nào hồ đi vào hoạt động tầm cái khoảng 1-2 tháng hay không. Và trong cái quá trình hồ hoạt động như vậy á, mình có cần điều chỉnh những cái gì để giúp cho chất lượng nước của mình được xử lý tốt để cho anh chị em cô chú nào có đi vào hoạt động á thì có thể là tham khảo ngày hôm nay thì để theo yêu cầu của mọi người thì hồ này mình đã được sự đồng ý của em thông ở tỉnh tiền giang á thì mình mời mọi người cùng với lại mình sẽ ghé nhà của em thông mình tham quan cái mô hình hồ tầm cỡ khoảng 2,5 khối của thông vừa nó mới đi vào hoạt động tầm cỡ khoảng gần 3 tháng nha và đặc biệt trong video này thì mình sẽ chia sẻ với lại mọi người từng bước mà thông hoàn thiện hệ thống lọc hồ của mình để ở nhà nếu mà anh chị em cô chú nào mình có những cái mô hình hồ giống như của thông á mà hoạt động nó chưa như ý lắm thì mình có thể là tham khảo cái cách sắp xếp vào liệu lọc để mình bổ sung giúp cho cái bộ lọc của mình hoạt động hiệu quả hơn nha phiền mọi người một tí xíu nha à, đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này à, nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại em qua số zalo trên màn hình nha đây là toàn bộ khung cảnh hồ của thông này nha mọi người À, bây giờ mình chia sẻ một vài cái thông tin hồ của thông để cho mọi người tham khảo nha hồ chánh này của thông á, chiều dài là 2,7 m chiều ngang của mình là 1,6 m nè và mực nước trong hồ thì hiện tại bây giờ thông đang để gần 60 như vậy là mình tính ra hồ chánh này của thông á, nó tầm cỡ khoảng 2,5 khối nha thông làm là hai hút đáy 60 mươi một hút mặt 60 và một hút lửng 60 à, Thông qua cái mẫu hồ của thông á, thì mình lưu ý một tí xíu Để mà anh chị cô chú nào đang chuẩn bị xây hồ á thì cái đường ống hút đáy hút mặt nè, nếu mà mọi người xác định làm cái hồ chánh của mình tầm cỡ khoảng 2 đến 3 khối á, nên đi ống 60 giống như của thông nha. Trong cái thời gian qua thì mình hỗ trợ khắc phục cái tình trạng hụt nước cho rất là nhiều anh chị luôn. Và một cái điểm chung mình thấy được rằng á, mọi người đi đường ống nhỏ quá. Giống như cái hồ chánh của mình tầm cỡ khoảng gần 3 khối giống như của thông thì anh em phải xài cái bơm ít nhất là 14.000 đến 25.000 thì nó mới đạt được cái yêu cầu mà mọi người đi cái đường ống chỉ có 34 với lại 42 thôi thì nước nó cấp từ ngay chỗ hồ chánh qua cái hệ thống lọc của mình á nó vừa đủ à nếu mà anh em tăng hơn cái bơm 14 ngàn nó sẽ bị hụt nước đó cho nên là mọi người đi cái đường ống 60 nè thì khi mà đi đường ống 60 á nó sẽ dư nước cho cái bơm 14 ngàn thì chỉ cần anh em thu nhỏ bên ngay chỗ ngăn lắng thôi anh em mua 60 về 34 hoặc là về 42 á anh em thu lại thì nó sẽ tăng lực hút còn khi mà anh em đi đường ống nhỏ mình ví dụ như sau một cái thời gian anh em muốn nâng cái lọc của mình lên mình thấy ví dụ như nước của mình nó lọc không được mạnh nè rồi mình muốn chuyển sang nuôi cái F1 với lại cái nhật mình muốn tăng cái bơm lên 20.000 hoặc là 25.000 thì anh em không có cách nào để mà à, nước nó qua kịp mình phải sửa chữa giống như là mình khoan rồi mình đi đường ống chữ U nó rất là phức tạp nó mất thời gian đó còn khi mà anh em đi cái đường ống 60 nè nó dư giống như của thông á anh em muốn tăng lực hốt chỉ cần mình giảm bên ngay chỗ cái ngăn lắng là nó sẽ ok thì hồ này của thông lúc trước cũng gặp cái tình trạng tương tự như vậy luôn nha mọi người à, thông xài cái bơm là 15 000 rồi cái lực hút nó yếu á anh em trao đổi với nhau thì mình có góp ý cho thông là thu nhỏ nó về 34 hoặc là 42 bên ngay chỗ ngăn lắng á mọi người rồi đồng thời mình cũng phải tăng bơm lên tại vì cái hồ chánh này của thông á, nó tầm cỡ khoảng 2,5 khối sau một cái thời gian đi vào hoạt động á, là cá của thông á, nó bị tình trạng là ngứa bình đỏ bình nè à. nước kém không có được như vậy đâu mọi người và bên ngay chỗ những cái ô lọc thì thông sắp nó cũng không có được dày có nghĩa là vật liệu lọc mình sắp rất là thưa nên là nước nó không có được xử lý tốt và đặc biệt là cái bơm của mình yếu rồi cái lực hút đáy hút mặt yếu nữa phân nó còn tồn động bên trong hồ á bị ngứa mình đỏ mình thì khi mà cá bị ngứa mình đỏ mình á mình trị thì rất là dễ chỉ cần tê với lại muối hột thôi nhưng mà bên cạnh đó là mình phải khắc phục lại ngay chỗ cái hệ thống lọc của mình bằng cách là mình tăng cái lực hút của hút đáy hút mặt nè, rồi mình tăng bơm và mình bổ sung thêm vật liệu lọc để giúp cho cái chất lượng nước trong hồ của mình nó được xử lý một cách tốt nhất. Thì đây là một trong những cái điểm mà mình mong muốn rằng trong cái video này khi mà chia sẻ lên á, những anh chị em nào hiện tại bây giờ ở nhà mình đang có hồ và mình cảm nhận được rằng nó có những cái điểm mà mình vừa nêu trên, mình cần phải xử lý thì anh em cần phải điều chỉnh ngay nha, đừng có để cái thời gian kéo dài lâu quá, nó sẽ làm cho cá của mình bị ngứa mình đỏ mình và lâu dài có khả năng là mình À, Cứu không kịp con cá của mình nha. Thì đó cũng là cái thông điệp mà thông nhờ mình chia sẻ đến tất cả mọi người nha. Thì à, bây giờ ngay chỗ cái phần hệ thống lọc á, mình sẽ nhờ thông ha sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể để cho mọi người xem coi là trong những cái ngăn lọc thì hiện tại bây giờ thông đang xài những cái vật liệu gì, mình sắp ra sao rồi mình vận hành như thế nào mà cái chất lượng nước của mình nó trong được như vậy, nó đẹp được như vậy luôn anh em nhé. Bây giờ mình sẽ quay thật là chậm ngay chỗ phần lọc của thông á để cho mọi người xem cho nó rõ luôn nha ngay chỗ hệ thống lọc thì thông làm rất là to nha nó hơn 1 phần 2 so với lại hồ chánh của mình hút đáy hút mặt và hút lẫn mình sẽ lấy nước từ ngay chỗ hồ chánh đưa qua hệ thống lọc của mình nó sẽ kết nối vào cái ngăn đầu tiên của mình là ngăn lắng nha trong ngăn lắng này thì thông xài là chổi nè lưới lan và di thì mọi người có thể là sử dụng một trong ba sản phẩm này cũng vẫn được nha anh em có thể là xài full chổi hoặc là full lưới lan hoặc là full di cũng vẫn được còn không thì anh em sắp xen kẽ giống như của thông nha cố gắng làm sao mà khi nước nó qua bên ngay chỗ ngăn lắng anh em giữ phân cho nó kỹ lại nha sau đó nước sạch của mình sẽ theo năm cái đường ống 90 qua ngăn thứ hai là ngăn xi nói chung là ngay chỗ phần hệ thống lọc á, thì thông vừa mới bổ sung thêm vật liệu lọc nên là cái chất lượng nước của mình khi mà nó qua những cái ngăn này nó đã được giữ lại cái phân nè những cái cặn li ti thức ăn dư thừa rất là kỹ rồi anh em cố gắng làm những cái ngăn lọc của mình á, thì càng to thì cái hiệu quả mang lại sẽ càng cao nha mà lưu ý dùm cho bệnh tí xíu nha Khi mà mọi người sắp cái vật liệu lọc nó dày á Thì cái ống thông của mình phải làm to nha mọi người Làm nhiều nha Mình thấy có nhiều bạn làm ống thông có hai ống 60 à Những cái hồ mà một hai khối anh em làm hai đường ống 60 thì chắc chắn nó sẽ bị hụt nước á Trong mấy cái ngăn lọc này thì thông sử dụng đa phần là lưới lan thôi Mình chèn ở cái phần giữa đó mọi người Sau đó là nước của mình sẽ qua cái ngăn tiếp theo Ngăn bên đây thì mình sẽ để vật liệu lọc nha thông có bổ sung thêm một ít nham thạch rồi cuối cùng thì nước của mình mới lại ngay chỗ ngăn bơm anh em thấy là khi mà mình làm năm đường ống 90 á, nước nó qua những cái ngăn lọc của mình nè à, nó có cái độ tỉnh thì cái phân những cái cặn của mình nó mới lắng được còn nếu mà anh em đi chỉ hai cái đường ống á nước nó chảy xiết á nó sẽ không có lắng được nó sẽ chạy lại ngay chỗ bơm của mình luôn bơm thì hiện tại bây giờ thông đang xài cái bơm là 25.000 lít trên giờ cái bơm này á, thì thông sẽ chia tê nha một đường thì mình sẽ cho ra làm thổi luồng và một đường thì mình sẽ cho lên ngay chỗ cái dàn thác ở trên tiếp tục lọc nước và sau đó cái thác này của mình sẽ trả về hồ thì đây là cái ngơ nơi cung cấp hàm lượng oxy cho hồ của mình nha thì đó là toàn bộ cái quá trình mà thông làm lọc cho hồ của mình nha mọi người nói chung là cái hệ thống lọc này của thông nếu mà mình biết vận hành á, thì cái chất lượng nước của mình xử lý nước rất là tốt bây giờ ở đây thì mình sẽ tóm gọn lại một lần nữa cũng như là mình sẽ đưa ra một vài cái gợi ý cho thông trong cái thời gian sắp tới để cho hồ của mình nó đi vào ổn định hơn à, hôm nay thì thông nhờ mình chia sẻ hồ lên giao lưu với là mọi người nếu mà anh em xem video này hồ của thông á còn những cái điểm nào khắc phục hoặc là bổ sung điều chỉnh á, thì comment bên dưới nha theo cá nhân riêng của mình á thì hồ của thông đến thời điểm hiện tại bây giờ sau khi mà mình bổ sung thêm vật liệu lọc á thì tương đối là ok nhưng mà nếu mà có góp ý cho thông á mình sẽ khớp ý ngay chỗ cái phần mà lồn nha như mọi người thấy là hầu như hồi nãy giờ mình quay hồ của thông á thứ nhất là ánh nắng nó chiếu vào nhiều nó bị chá là cái đầu tiên nhưng mà cái thứ hai nó làm cho mình không thấy được cá đó với lại là không có nhìn thấy được hồ của mình rõ chắc chắn là nhiều anh em xem sẽ rất là khó chịu nó nằm ở ngay chỗ cái phần lồn nha cái này là thông làm cái lồn nó mạnh quá đi thì bây giờ ngay chỗ cái phần lồn á thông em gắn cái van điều chỉnh vào nha em điều chỉnh nó vừa thôi tại luồng mạnh quá thì cũng không tốt đâu nó cũng sẽ làm cho cá mình nhát người mà yếu quá thì nó sẽ không đẩy phân được thì em chỉnh nó vừa thôi đừng có bao giờ mà cái luồng anh em để nó trên mặt nước nha nếu mà mình để trên mặt nước á nó sẽ đẩy cái cái nước mặt của mình luôn chuyển động một cái làn sóng á mình nhìn mà không có thấy hồ rồi không thấy cá nó nhìn không có được đẹp anh em cho nó xuống mặt nước của mình cách mặt nước tầm cỡ khoảng 15 20 cm nha và mình chỉnh cái luồng đừng có mạnh quá nó vừa phải thôi để nó gom phân lại ngay chỗ hút đáy của mình là được rồi anh em chỉnh mạnh quá thì nhiều khi là nó cũng sẽ làm nát phân và cái phân của mình nó không lại được ngay chỗ vị trí hút đáy thì đó là cái mình gợi ý đầu tiên cho thông và cái thứ hai nữa là trong những cái ngăn lọc á em sắp cái ZIMAT nó thông em sắp cho nó đứng và đứng khít luôn khít với nhau luôn và khi nước từ ngay chỗ cái hồ chánh qua bên ngăn lọc của mình á cái ngăn lắng á, em chừa một cái khoảng trống để nó lắng phân rồi từ ngay chỗ cái khoảng trống đó thì bắt đầu mình sắp cho nó dày lại ngay chỗ cái đường ống thông nên là nước khi mà nó qua bên ngay chỗ ngăn thứ hai ZIMAT á lúc này thì em đã sắp vật liệu lọc nó dày rồi thì lại nghe chỗ ngăn bơm chỉ là nước sạch thôi thì đó là hai cái gợi ý nhỏ mà mình góp ý cho thông một là mình điều chỉnh lại cái lùn và cái thứ hai là ngay chỗ vật liệu lọc thì mình sắp cho nó đứng nó khít một tí xíu nữa để cho cái nước của mình được xử lý tốt hơn còn nếu mà mọi người xem video á anh em thấy hồ của thông còn những cái điểm nào khắc phục hoặc là bổ sung thêm nữa thì có thể là comment bên dưới để thông ngày càng hoàn thiện hồ của mình hơn nhé Ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá coi nó tầm cỡ khoảng 2,5 khối hồ chánh, hệ thống lọc rất là to, xử lý nước tương đối rất là tốt. Thì nếu mà ở nhà anh chị em cô chú nào mình có những cái mẫu hồ giống như của Thông á, mình chưa biết làm lọc như thế nào thì có thể là áp dụng cái cách vận hành hệ thống lọc hồ của Thông nha. À, thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em thì cũng đại diện cho bên kênh á, thông anh cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo đại diện cho mọi người đam mê chơi cá coi nói riêng và anh chị em cô chú xem được video này nói chung anh chúc cho em cũng như là gia đình của mình luôn dồi dào sức khỏe công việc của thâm làm ăn ngày càng tiến triển và phát đạt hơn nữa nhé mọi người xem video thấy những cái mình với lại thông chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé